Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Hôm nay là thứ hai, ngày mai là tôi phải đi xuống Long Thành rồi ở đó tới thứ tư. Thì đúng ra là hồi nãy tôi buồn ngủ lắm rồi, định đi ngủ. Mà dậy xong lúc đó là gần 11 giờ. Thì bây giờ đang là 12 giờ, gần 12 giờ rưỡi khuya. Thì sau đó là tôi lên tôi thấy cái toilet nó cũng dơ, sẵn đánh luôn. Thì chính vậy là đánh xong cái tắm rửa, ăn miếng cái tỉnh, thôi đi làm clip luôn. Thì các bạn biết là tại sao mà tôi phải dành cái việc mà đánh toilet? Bởi vì những cái hóa chất mà để tẩy rửa nó ăn da tay. Thí dụ như rằng là mấy cái đầu ngón tay nè, nó ăn. Thì đối với phụ nữ, cái người phụ nữ mà có bàn tay, da tay đẹp là cái người đó ít phải làm những cái việc mà nặng nhọc hay là tiếp xúc với hóa chất. Thì chính vì vậy mà nếu mà các bạn để cho cái người phụ nữ trong nhà của mình phải làm hết việc nhà rửa chén nè, chà toilet nè, coi như là những cái công việc thậm chí giặt đồ, phơi đồ, rất nhiều công việc mà nó sẽ dính tới nước, vậy thì đôi tay của người phụ nữ sẽ bị ăn mòn. Thì nếu như các bạn thương vợ mình thì các bạn nên dành làm lấy một số việc. Đó là cái quan điểm mà tôi nghĩ. Với một phần là thật ra là tôi làm nó kỹ, lau nhà, tại vì cái tính nữa. Cho nên khi mà lau nhà, quét nhà thì đối với bản thân tôi thì tôi phải chà cái chân xuống đi nó thoải mái đó thì tôi mới chịu. Chứ còn đi mà có cát lợn sợn này kia, tôi không có mang cái dép đi trong nhà, cho nên tôi thích nhà sạch để mình mang cái chân trần đó. Chứ tưởng tượng là nhiều nhà để đứa nít chân cẳng mà nó đi qua đi lại trong nhà thôi đó nha, lát nữa nó dơ lên cái chân đen xì rồi nó leo lên giường đó. Thì tôi không thích cái bàn chân như vậy mà dẫm lên giường. Bắt buộc là cái nền nhà của mình lúc nào nó cũng phải giữ sạch. Thì do cái tính nữa. Mới hôm bữa tôi mới hỏi đứa con gái tôi, Trúc, đố con nhà mình giàu hay nghèo? Thì lúc đó là tôi đi đón nó học thêm về. Cái nó mới trả lời, vừa vừa ba. Tôi nói đúng. Người ta giàu có nghĩa rằng là người ta làm ít, người ta đi chơi nhiều. Khi nào mà người ta có tiền dư á, thì người ta hưởng thụ nhiều. Còn người nghèo á, là họ thiếu thốn. Nhà mình không thiếu thốn, cho nên không phải nghèo. Nhưng mà ba mẹ vẫn phải làm việc tới khuya, cho nên nhà mình chưa giàu. Chính vậy là ba mẹ cố gắng là làm để cho tụi con không phải thiếu thốn. Tôi nói với nó như vậy. Thì mới hôm bữa tôi còn đọc một cái câu chuyện. Thì trong câu chuyện nó có nói câu này: đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Các bạn nghe kỹ nha. Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm. Có những người họ cho rằng là cái tội của họ có ảnh hưởng tới ai đâu. Ví dụ đây, các bạn còn nhớ cái karaoke mà bị cháy không? Ở Bình Dương. Thì cái cầu thang mà thoát hiểm nó như thế này thì theo các bạn nó có đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy hay không? Nếu mà xảy ra hỏa hoạn chạy kịp không? Vậy mà vẫn có những tên ăn tiền để cấp cho bằng được là cái giấy an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại vì không chi thì là nó bắt bẻ cái này cái nọ, thiếu cái này thiếu cái kia rồi nó phạt. Chi cho nó thì nó tới nó nhận phong bì xong nó đi về cho lẹ. Và chính vì cái vụ mà như thế này nó mới cho thấy rằng một điều là gì? Cái sự cẩu thả của người kinh doanh, ham lời,
Xây mà như thế này thì có nghĩa rằng là gì? Thì có thêm nhiều cái diện tích để sử dụng. Đó. Và cái nữa, đối với lại cái tụi mà làm những cái hoạt động mà mờ ám, chẳng hạn như là karaoke ôm, bia ôm, thì khi mà cơ quan chức năng muốn đi kiểm tra mà với cái cầu thang hẹp như thế này thì cái thời gian di chuyển nó cũng sẽ lâu, đủ cho tụi nó để mà phi tang, chẳng hạn như có thuốc lắc phi tang kịp. Người ta có cái mục đích cả, cho nên người ta nhắm vì cái lợi ích mà người ta xây kiểu này, thì cũng có những người vì cái lợi ích mà cấp cho họ cái giấy phép đó. Bản thân tôi thì không phải rằng là trong suốt cuộc đời tôi không gặp người xấu, mà là tôi nghĩ một điều. Thứ nhất là kẻ xấu á, nó khôn mình, cả đời nó để dành nghĩ ra những cái chiêu mà hại người khác để làm ăn gian dối. Nó khôn hơn mình ở cái mảng mà sai quấy. Vậy thì rằng là mình lo làm ăn, mình lo phát triển về kinh doanh sản phẩm, mình có rất nhiều mảng. Còn nó chỉ có một mảng là làm sao để lừa được mình. Thì làm sao mình đỡ được? Nhân viên của mình vậy, nó đã có lòng tham, nó có cả tỷ cái lý do, cả tỷ cái món đồ để nó nâng giá. Nó mua cái hộp quẹt 2.000, nó kê 5.000. Làm sao một cái chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát được bằng đó những cái thứ linh tinh? Cho nên rằng là vì cái lợi ích nhỏ, đó là việc ác nhỏ mà làm, cái hậu quả nó tích tụ. Bây giờ mới bắt đầu là đi kiểm tra kiểm soát, nhưng rồi kiểm tra kiểm soát được bao lâu? Rồi những cái chủ doanh nghiệp vậy, họ cũng sợ bị kiểm tra, họ sửa sai thì cũng được bao lâu rồi nó lại quay về con đường lợi ích cũ. Cho nên cái việc mà kiểm tra nó không có bền. Thì các bạn hỏi tôi bây giờ là gieo ý thức là sao? Tôi nói các bạn vậy. Mình coi cái tấm hình này. Rồi tôi đọc các bạn nghe. Lúc bạn nghèo, thấy năm hào bạn sẽ cúi xuống nhặt. Thế nhưng lúc giàu rồi thì bạn lấy chân đá bụp một phát và chẳng và nghĩ chẳng đống đáng công tao cúi xuống. Con người trở nên trịnh trọng, quan cách và xa rời thực tế chính là thảm họa của tổ chức. Tôi nói các bạn điều này. Cách đây mấy hôm tôi có đưa cái clip mà tôi chạy xe lên trên xa lộ. Thì có hai cái bình luận mà từ những người bạn tôi. Một người thì nói nhìn phát là biết người giàu. Tôi mới nói mày quen anh mấy năm rồi, sao mấy năm trước không nghe mày nói câu đó? Cái nó mới nói tại mấy năm trước anh chạy xe máy, giờ anh chạy xe hơi. Thì ra là nhìn phát biết giàu ngay là cái xe. Tôi mới nói nó, mày phải nhìn ra cái nét lao động nó bao phủ khắp người anh vậy. Không lẽ giờ tao nói mày xe tao trả góp? Đó. Còn cái câu thứ hai, bạn tôi thì nó nói rằng là nó nhìn lúc đó tôi đang chạy ở trên cái đường thẳng sát vào cái con lươn, tức là cái len ở trong, len đó len an toàn, len nghỉ dưỡng. Thì khi đó nó nói rằng là thấy cái len bên kia trống, lẽ ra là phải đánh ra, rồi sau đó lại móc vô. Không phải rằng là tôi tay lái tôi yếu hay là tôi sợ tôi không dám làm, mà là đơn giản trên xe tôi lúc đó là tôi chở vợ và đứa em vợ.
cả hai người đều rằng là trừ vợ tôi là đi xe quen, còn em vợ tôi nó hay bị say xe. Chính vậy mà đánh qua đánh lại nó chóng mặt. Vợ tôi kêu thôi ông, anh chạy một len thôi. Xe đằng trước nó chạy cũng không phải chậm, mình thấy như vậy là đủ rồi. Vậy thì mình vượt để làm gì? Tôi mới nói, mới trả lời nó rằng chạy điên khùng xẹt qua xẹt lại để làm cho người trong xe buồn nôn chứ được gì. Nhưng mà đối với mấy anh, mấy anh leo lên được cái xe là mấy anh muốn thể hiện bản thân mình. Các anh muốn thể hiện cái tay lái lụa của các anh, các anh muốn thể hiện một cái điều gì đó, sức mạnh của xe chẳng hạn. Xe anh mạnh anh mới vượt được, xe yếu sao chạy được. Nhiều thứ để thể hiện trong đời. Vậy thì đối với bản thân tôi cũng vậy. Tôi vì những người trong xe và tôi cảm thấy không cần thiết thì tôi tự giới hạn lại. Tôi đi một cái nơi mà nó vui vẻ, nó yên ổn. Tôi không phải lo lắng gì nhiều về xe này, xe kia, xe từ đâu tới. Rồi mình vượt như thế này mình phải nhìn trước nhìn sau chi. Mình đi một cách ổn định, có thời gian nói chuyện với nhau, không vui hơn à. Đó. Đến nỗi về mà thằng em nói anh Thiện lái xe êm đó, nhiều người lái nó bị say. Vậy thì cuối cùng rằng là cái mục đích của những cái trò thể hiện đó để làm gì? Khi mình thể hiện mình có nghĩ tới người mà trong xe không? Vậy thì lúc mà mình ra ngoài cũng vậy. Mình tham lam, mình nói là mình vì gia đình. Có nhiều kẻ cũng vậy. Vì nuôi con, vì muốn con đi du học, vì muốn có tiền cho thế mua sắm thế này nọ, cho nên họ chấp nhận. Kẻ làm quan thì nhận hối lộ, kẻ làm chủ thì ra sức mà đút lót, bóc lột để ăn lời. Nhưng mà tôi nói với các bạn, nhưng thật sự họ có nghĩ tới gia đình họ không? Không. Tại sao tôi nói như vậy? Cách đây mấy hôm, có một bạn nhiều trang cũng chia sẻ cái bài viết của nhà báo Hoàng Anh Vũ. Ông ta lên tiếng là phản bác Sát Linh và Sát Bình. Hai Sát đều nói về những cái trò như rằng là những người mà lên mạng xã hội hay coi tivi nhiều là những người mà coi như là không đáng sống dạng đó, tức là rất vô bổ. Thế thì lúc đó phản bác về Sát Linh trước, Hoàng Anh Vũ nói rằng một cái người phụ nữ đi làm tới tối khuya, sau đó lại về lại ôm máy tiếp tục làm việc, thời gian đâu để mà chăm cho gia đình. Chị kêu người ta rằng người ta sống không tốt, nhưng bản thân chị có sống tốt chưa? Có thời gian chăm lo cho gia đình chưa? Còn Sát Bình, anh nói người ta không nên xem tivi này kia. Thế thì cái cô Quỳnh búp bê của anh á, đóng cho ma nó xem à? Người ta không xem tivi thì người ta biết cái con Quỳnh búp bê là cái con gì. Đó. Và sau đó là mới có cái phốt, tức là tên Sát Bình này rất là lăng nhăng. Bà vợ bà chịu hết nổi rồi, cho nên bây giờ là ly dị, bà được chia tài sản mà còn sướng thêm. Thì cái tên mà không chịu ly dị là tên Sát Bình này. Ấy nhưng nó sợ mất tài sản, nhưng mà nó không phải là một người đàn ông của gia đình. Thế là nó cặp bồ tứ tung. Thì lúc đó rằng là trong cái vòng xoáy drama này, thì cái cô người yêu cũ của Sát Bình bị lôi kéo vào. Thì cô này cũng mới tức, cô mới nói rằng là chạy ra qua nhà ông Sát Bình. Thì hai đứa con nói ba đi làm, ba tiếp hay ba hay đi khi tiếp khách về trễ, lâu lâu ba mới về nhà. Đó. Rồi không phải là cặp với một cô Quỳnh búp bê, cặp với nhiều cô. Đấy. Và cái băng của hắn là cái băng mà chuyên quen, rồi sau đó rằng là làm cho con người ta có bầu. Thì đương nhiên nhiều tiền cũng đủ bưng bít được hết.
Thế thì tên Sắc Bình này có sống tốt không? Mà lên mạng dạy người ta thế nào là sống có ích. Cho nên Hoàng Anh Vũ nói cả hai xác này chẳng tốt đẹp gì để mà tối ngày lên mạng đạo lý khuyên người ta. Hôm qua tôi với vợ tôi cũng có một số cái lục đục, thì vợ tôi mới nói đấy, đi kiếm con khác đi. Tôi nói bây giờ thời gian anh làm việc có rảnh anh có thể chơi một chút game hoặc là lên mạng gì đó, rồi còn thời gian còn lại là chơi với mấy đứa con. Em thấy mỗi lần mà anh chơi với con anh có đụng vô điện thoại không? Đã xác định là chơi với con là không cầm vô điện thoại. Cho nên thời gian làm, thời gian cho bản thân, thời gian cho gia đình hết rồi. Anh còn chưa đủ thời gian thì lấy đâu ra thời gian để mà dành cho người khác lúc này. Đó lý do mà có chuyện gì cũng vậy, hai vợ chồng giải quyết với nhau, nói chuyện, phân tích cho nhau hiểu. Cho nên tôi nói với vợ cũng vậy, không phải làm không mệt. Đó. Chẳng hạn như bây giờ anh muốn buồn ngủ lắm, nhưng mà tại sao anh vẫn tháng anh thức? Đó là tại vì đợi mấy đứa con nó ngủ rồi hai vợ chồng, thường là cái thời gian sau đó là của hai vợ chồng. Anh nói không thể nào mà anh làm việc rồi sau đó tối coi như rằng là lên lần nhắm mắt ngủ thì tình cảm nó sẽ xa cách. Cho nên anh thức là để anh đợi, chứ không phải anh không mệt. Thì tôi nói với vợ tôi vậy. Thì nhiều khi phụ nữ thấy chồng mình chịu làm cực, nghĩ cho mình, thì tự nhiên đương nhiên là vợ tôi cũng sẽ vui. Cho nên bây giờ tụi tôi không có cãi nhau mà cái dạng như là cãi ầm ầm rồi sau đó là giận nhau mấy ngày này kia như cái tụi hồi còn trẻ. Bây giờ là cãi, thí dụ như có mâu thuẫn là ngồi nói chuyện với nhau vậy, rồi sẽ cảm thấy hiểu nhau hơn. Đó. Thì các bạn thấy tôi vẫn làm, nhưng mà để duy trì được cái chữ vừa này, để nó đừng tuột xuống thiếu. Nhưng mà tôi không muốn nó qua cái chữ thừa mứa, để rồi tôi không có thời gian cho các con. Nè. Thiệt chứ bây giờ kiếm tôi dễ lắm. Tại vì thí dụ tôi dạy ở nhà. Đó. Thì sau đó nếu mà có thời gian rảnh mà không vướng bận gì, tôi ra quán cà phê tôi ngồi. Thường thì tôi sẽ ngồi buổi sáng và buổi chiều. Tại vì buổi sáng là cần tỉnh táo làm việc với lại thói quen. Buổi chiều là thường là trước khi bước vào ca tối, tức là tầm là khoảng chừng 4-5 giờ là tôi phải uống ly cà phê, để ca 6 giờ bắt đầu làm việc cho tới khoảng chừng 11 giờ. Thì lúc đó là tôi cần tỉnh táo. Đó là những lúc đó ra ngoài mình có thể thư giãn được. Rồi chống giữa giờ vẫn là chạy lau nhà, xong rồi ăn miếng cơm, xong rồi lại dạy tiếp. Đó. Rồi tới khoảng khuya thì mới lên tắm rửa, rồi được nghỉ ngơi. Một ngày như là như vậy. Còn bây giờ còn phải chạy xuống dưới Long Thành, chạy đi xa. Thì chứ ngày mai nhiều khi giá như có người mà phụ tôi trông nom, để mà tôi tin tưởng có thể mình quản lý từ xa được. Chứ còn đi đi về về. Rồi nhiều khi hôm qua tôi nói
Vợ tôi lúc mà chăm con đâu phải lúc nào tụi nó cũng ngoan. Có lúc mà tụi nó khó chịu trong người, tụi nó quấy mà mình không hiểu lý do, mình la mình mắng. Thì lúc mà vợ tôi cáu, tôi nói làm sao anh yên tâm anh đi. Đó. Con nó gầy như thế này. Nè. Dạo này em có thể không quan tâm tới nó kỹ như trước. Con nó bắt đầu nó gầy đi. Nè. Rồi nó không phải lúc nào nó cũng ngoan, nó quấy em la nó. Thử hỏi cái nhà mà em cứ la tối ngày, thì ngay cả thí dụ như đứa con lớn tôi đi, cho dù rằng là mẹ la hai em nhưng mà ồn ào, tối ngày nghe tiếng ồn ào, thì trước sau gì trong tâm lý của nó cũng khó chịu. Rồi sau đó dần dần nó sẽ chán gia đình. Thì những lúc mà vợ tôi mệt, tôi phải phụ. Giống như khuya cũng vậy, con nó khóc, vợ mệt rồi, vợ dỗ không được, thì lúc này là tôi bế nó ngủ. Thì lúc mà tôi bế nó được thì vợ tôi cũng nghỉ ngơi xíu. Cho nên rằng là hai vợ chồng giúp đỡ nhau. Thì nếu như mà mình đi thì ai phụ, ai chăm lo ở nhà? Ngày mai cũng vậy, nếu là tôi ở một đêm ở ngoài, cho nên tôi dọn toilet cho sạch. Đó. Thì ở nhà vợ con mình toilet sạch sẽ thì đương nhiên nó vẫn có cái tâm lý thoải mái hơn. Thoải mái hơn thì mới vui vẻ, mà mới vui vẻ khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm tôi đi xa. Thì có một bạn, tôi thấy là bản tính nó tốt, dù rằng là nó còn nhỏ, cho nên tôi cũng mong rằng là tôi có thể đào tạo nó rồi giao cho nó trông coi phần nữa, rằng là để giúp cho nó làm. Thì chính vì vậy mà có video trước hình như tôi cũng nói con bé nó ở ngoài là Hải Dương cơ. Thì chính vì vậy mà năm nay nó vừa mới 18, nó thi đại học xong. Mà tôi thấy rằng là tính cách nó sáng tạo, kỹ tính. Nhà không phải rằng là quá nghèo, nhưng mà cũng không phải là điều kiện quá dư dả, tại ba mẹ nó làm nông. Cho nên rằng là nó cũng đắn đo chọn trường như thế nào. Ước mơ thì học về học thiết kế đồ họa. Đó, nhưng mà nó lại thích những cái mà sáng tạo, những cái như là tổ chức sự kiện, những cái như rằng là viết lách. Thì con người đó là con người tổng hợp, và tôi nhìn ra đây là cái chất mà có tài. Thì bản thân tôi cũng là một cái dạng mà đa năng như vậy, tôi có thể làm đa lĩnh vực, cho nên tôi tìm thấy được cái sự tương đồng. Thì tôi mới nói nó bây giờ vô thành phố đi, kiếm trường học đúng chuyên ngành của mình, cứ sắp xếp thời gian đi học, còn lại là phụ thầy làm, thầy giao việc cho làm, vừa có lương vừa có tiền. Thế là nó mới hỏi tôi, thầy định hướng em đi theo con đường đi dạy? Tôi nói không, nhưng mình phải nhớ rằng là mình phải kiếm tiền để nuôi ước mơ. Không có tiền đừng nói tới chuyện mà mơ làm gì. Vậy thì kiếm tiền để nuôi ước mơ. Cho nên tôi sẵn sàng rằng là trả tiền cho nó để nó trông coi. Đó. Và những cái gì mà tôi có thể hỗ trợ được, đào tạo được. Và tôi cũng nói sau này đủ lông đủ cánh, thí dụ như có thể đi được tập đoàn này tập đoàn kia thì cứ đi, chứ không phải là thì giữ để mà làm suốt đời, không cần. Nhưng trong thời điểm này vừa giúp nó vừa giúp tôi có người mà trông coi phụ, chứ tránh cái tình trạng mà nhiều khi mình cũng kiệt sức.
rồi có những cái mà đi đi về về nó vẫn sẽ không thể nào kiểm soát hết được. Không phải người nào mình cũng tin tưởng hết được. Thậm chí nhiều khi tôi kỹ tính lắm. Một cái món đồ mà tôi mua, tôi xài rất là kỹ. Vậy thì tới khi mình giao cho nhân viên nó xài, nhiều khi á, không phải đồ nó không giữ, mà bản thân tôi mà tôi thấy một cái vết chày, một cái vết nứt là tôi đã khó chịu rồi. Đó. Cho nên rằng là tuyển được cái người nhân viên mà nó coi đồ vật giống như mình vậy đó, nó gìn giữ, nó lau chùi giống vậy, thì cái đó chắc là ước mơ. Chứ bây giờ nhân viên kiếm người khó lắm. Tuyển thì vẫn có thể nhiều, nhưng mà ưng ý thì không nhiều. Nhưng mà khổ cái rằng điều tôi nói với nó vậy. Bây giờ đương nhiên rằng là ba mẹ nó lo cho nó. Nó thì nó không ngại khổ, ngại cực, ngại đi xa. Vậy thì tôi nói nếu như thật sự mà quyết định lên, nhớ dắt ba mẹ theo. Tại vì ba mẹ phải gặp thầy. Ba mẹ phải gặp thầy, nói chuyện với thầy và tin tưởng giao thầy hay không. Tức là thầy chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đó. Nó có cái vấn đề gì là lỗi của thầy. Cho nên ba mẹ phải gặp thầy để nói chuyện đã. Và biết được rằng là thầy giao như thế nào. Ha. Rồi sắp xếp cả như là chỗ ăn, chỗ ở, rồi chỗ học, mọi thứ ổn định thì ba mẹ mới yên tâm. Nhưng mà đương nhiên rằng là ba mẹ thường thì ba mẹ lo. Cho nên rằng nãy nó nói rằng nó cảm ơn, nhưng mà lúc này nó chưa đi được. Tôi nói không sao cả. Thật sự ra tôi chỉ muốn gieo cho nó là cái cảm giác khi mà nó phải lựa chọn. Nó đứng trước một cái cơ hội lớn, nó đứng trước một cái ngã rẽ của cuộc đời, thì nó phải đưa ra lựa chọn. Bản thân tôi có rất nhiều lần như vậy, là mình nên hay không nên, mình chọn cái gì. Thì những con người mà thường hay phải đối mặt với những quyết định lớn trong đời, lựa chọn không phụ thuộc vào người khác, những người đó thường là những người sau này thành công lớn. Và tôi nói trong cuộc đời nó có rất nhiều cái ngã rẽ, không ai dám nói mình đúng hay sai cả. Thí dụ như bây giờ mình chọn rẽ trái, nhưng mà tới một cái đoạn thời gian nào đó trong đời mình lại rẽ phải. Mình rẽ phải xong rồi mình lại rẽ phải tiếp. Vậy thì có phải rằng là trái phải phải nó lại giúp mình đi trở lại con đường cũ không? Cho nên mình không nhìn ra được cái cuộc đời của mình. Mình cứ tưởng đâu là mình rẽ rất nhiều hướng, nhưng hóa ra cuối cùng mình đi lại con đường cũ. Đó, không biết được. Nhưng cũng có những người họ rẽ và họ đi mãi, họ không quay trở về. Vậy thì đối với họ, họ là đổi mới hoàn toàn. Họ nhìn lại họ 10 năm trước, họ thấy họ khác quá. 10 năm trước họ là con người ít nói, thì 10 năm sau họ là con người hoạt bát. 10 năm trước họ là một cái gã mà ốm nhôm, thì 10 năm sau họ là những người mà có khí chất của người thành đạt. Đó, 10 năm trước nhìn quê mùa, 10 năm sau nhìn là một người bản lĩnh. Có những người thay đổi đến mọi là lột xác như vậy. Cả những người mà nếu biết họ một cái thời gian trước cũng có thể rằng là nhận không ra. Tại vì họ tiến bộ quá nhanh, họ lột xác quá thần kỳ. Thì những con người này đứng trước các ngã rẽ cuộc đời, họ thường chịu trách nhiệm. Đó. Thường chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình. Cho nên trải nghiệm cái sự đắn đo, thì nếu như nó có sẽ có một cái chút nuối tiếc khi mình từ chối. Đó. Nhưng đâu biết được, tôi nói đó là số phận. Có khi cái từ chối này lại đưa đến một kết cục tốt hơn. Không biết được, tại vì bản thân tôi đã từ chối rồi. Bản thân tôi ngày xưa là tôi đã từ chối ông sếp của mình khi ông muốn giao cho tôi lại cái cơ ngơi của ông.
Tôi từ chối tại vì tôi có con đường đi của mình. Và đó lý do mà tới bây giờ đấy. À, người ở Canada, người ở Việt Nam, nhưng mà hai tụi tôi tới bây giờ vẫn còn đang cố gắng làm việc, vẫn phát triển. Nhưng mà mỗi người lại đi theo một hướng phát triển khác. Cho nên rằng là tôi gọi đó là số phận, tôi không trách gì nó cả. Không đến được lúc này, có thể gặp đến được lúc khác. Hoặc là biết đâu ngày hôm nay nó cũng là một cái khởi tạo để cho nó hình dung ra được cái cuộc đời của nó sau này. Cho nên rằng là mỗi cái lựa chọn rất quan trọng. Và chính vì vậy, không ai dám nói mình đúng hay sai. Thì lúc đó nó mới nói thì nó dám đi rồi. Tôi nói tin thầy dữ à. Đó, lên này cái là đem bán liền luôn á. Cái nó cười nó nói: "Nếu mà cái kênh YouTube của thầy 200 ngàn sub á thì em còn nghi. Còn đằng này rằng là sub nó lác đác nhưng mà nội dung chất lượng thì em tin thầy là người tốt." Cái tôi mới nói nó có cái vụ mà dùng sub để nhìn người nữa hả? Để đo lòng người nữa hả? Nó cười. Tôi cũng hiểu sao nó suy luận ra được vậy luôn. Nhưng mà dù gì, cuộc đời gặp được những người thú vị, nói những câu chuyện thú vị, nó mới gọi là món quà và nó mới gọi là màu sắc. Cuộc đời chỉ nghe những câu sáo rỗng, những nụ cười xã giao. "Anh khỏe không? Trời, dạo này nhìn tướng tá ngon ha. Đó, làm ăn phát đạt nha. Trời, chúc anh làm ăn phát đạt." Tôi kỳ nhất thiệt chứ, nhiều khi lịch sự thì mình cũng thấy, mình cũng nói những câu đó. Nhưng mà tôi thấy tôi hạn chế cái sự xã giao. Cho nên tôi chỉ muốn rằng là nhân viên của mình hay là những người bạn bè xung quanh vậy, họ gặp mình họ thoải mái. Tôi gặp họ tôi cũng thoải mái, tôi nói chuyện. Họ gặp tôi cũng vậy. Còn những người làm cho tôi không thoải mái thì tôi không bao giờ muốn gặp. Đừng nói rằng là lúc nào tôi cũng phải cố gắng xã giao để mà lợi dụng họ, nhờ vả họ, hô quên đi, không rảnh. Đó. Thì ngay cả bây giờ cũng vậy. Hồi xưa thì tôi còn thấy nóng nhiều khi mà tôi thấy cái cảnh kẹt xe mà con người ta chen lấn. Còn bây giờ khi mà mỗi lần mà kẹt xe tôi nhìn cái cảnh mà người này xẹt qua, xẹt lại, lấn bên này, lấn bên kia, vẫn ngán ngẩm. Nhưng tôi nghĩ một kiểu, thường thì những kẻ chen lấn mãi mãi chỉ là những người cấp thấp trong xã hội. Mãi mãi. Cho nên thôi kệ, cấp thấp cấp cao gì đó cũng là số phận của nó, miễn là nó xứng đáng làm cha làm mẹ. Chứ không phải rằng là nó lên tới chức sát, nó kiếm tiền tỷ, nó dạy đạo lý, nhưng cuối cùng gì đó. Nó chơi toàn búp bê, nó chơi gôn, còn con cái nó ở nhà thì không ai lo, không ai dạy. Úi dồi ôi, tối ngày đạo ní, lên mạng dạy sống tốt. Còn ai biết nó đi đêm nó đút lót ha, nó lo lót tới ai, nó xin giấy phép phòng cháy chữa cháy ở đâu, ai biết được. Thiệt chứ cũng hy vọng sắp tới ngày khai trương tôi sẽ cho các bạn nghe là cái lời phát biểu để các bạn hiểu được rằng là khi một người ta dồn cái tâm huyết nó sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại mấy ngày nữa khai trương rồi. Cảm ơn xem video này.